Vác lên vai, vác lên vai. Nặng lắm, đau lắm. Đau. Tổ mối to nhờ. Ui, con thấy tổ mối hả? Dạ. Ô. Tổ mối đào nhỏ. Đào này đi ha. Tổ mối nhỏ. Wow. Nó có cái, nó ăn vào cái cây luôn hả? Dạ. Ăn vào cái cây. Cây bát nặng là gì không? Rồi, đứng đó xem nha. Này nhỏ không mà. Con này cũng không có. À, con biết không có, có đấy, cái tổ này có đấy. Tổ này sẽ có rất là ghê đấy. À, cái người to to nha. Sao vậy? Tại đi. Xem chứ, hồi trước con thấy người ta bắt để trong lọ mà. Dạ. Đúng, người ta đi còn để nguyên đó mà. Ừ. Bây giờ làm sao lấy cái cây này ra đây? Cây nào? Tạ rồi. Con thấy con ở ơi luôn bố ơi. Wow. 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 Rồi ở đây. Rồi bây giờ mình đào ha. Đây này, ở đây có mấy con mối này, mối lính này. Mối này là mối bảo vệ đấy không? Mấy con mối lính nhỏ cũng cắn được nữa. Cắn được vừa to mà. Con ma quỷ. Con ma quỷ. Con ma quỷ lửa. Chỗ con chuột lắm. Dạ hả? Dạ. Tại nó là có. Wow. Sao? Thủ lỗ rồi. Nhiều con mối bảo vệ không? Nhiều. Có đầu hang đẹp chưa bố? Đẹp không? Đẹp. Wow, tổ của nó nhiều trứng quá ha. Dạ. Chết trứng rồi. Ăn được không bố? Ăn được chứ. Bây giờ làm sao để bố cào ra như này, nhiều lính lắm. Nhiều mối lính. Cục này nhá. Dạ. Cái cục này là có cái con mối chú ở trong đúng không? Dạ. Con biết chưa? Biết rồi. Sao con biết hồi nào? Biết mà người ta có phim cho mình coi. Con thấy người ta làm thế này con biết rồi. Dạ hả? Thấy cái cục này chưa? Dạ. Đó, cục này này. Cục này rất là nhiều mối lính, mối bảo vệ đây này. Mấy cái con này mà cắn là chảy máu luôn đó. Khóc ầm luôn. Đúng, con bị cắn. Ghê lắm. Dùng cẩn cập luôn. Bây giờ bố lấy một con để cắn con nhé. Không. Được không? Không. Sợ không? Sợ không. Quá sợ đi đúng không? Dạ. Cái này mà cắn là thôi chảy máu luôn đúng không? Dạ. Đó, cục này có con mối chúa ở trong này này. Bây giờ bố chặt ra coi. Bây giờ mình chặt ra nhé. Dạ. Được. Con cầm dao cho bố. Bố con lấy em. Wow. Bây giờ mình chặt ra nha. Dạ. Để xem con mối chúa nó ở trong nhé. Dạ. Con xem ở ngoài này này, có những cái lỗ nhỏ nhỏ này này. Là con mối đi qua đi lại đó, là cái cửa của nó đúng không? Dạ. Wow, trong này có rất là nhiều mối lính hả? Mối dạ. Bảo vệ đúng không? Không, con này hai cái rồi. Con tránh ra một chút đi. Sao? Không, bố chặt chúng người. Chặt nhẹ nhẹ thôi. Chặt nhẹ thôi, không là bị trúng con mối chúa đúng không? Dạ. Con trúng nó bò lên đây nó mua. Bò lên đây bố nó cắn đuối. Wow, khá là chắc đúng không? Dạ. Đất này cứng quá ha. Nó làm bằng đất mà cứng quá ha. Dạ. Khá là chắc. Wow, đây. Rất là nhiều mối lính. Bây giờ mình chặt phía bên này đi. Ít mà. Nhiều chứ. Ô, đây rồi. Đâu? Con thấy chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy con mối chúa chưa? Thấy rồi. Bây giờ mình bắt nó ra nha. Dạ. Ồ. Mối chúa anh chưa bắt bao giờ. Đó. Con nói biết ngay là con
sâu nhỏ mới biến thành con này mà. Con nào? Con nhỏ nhỏ xong ăn nhiều nó biến thành con này đúng không? Dạ. Ồ ghê quá ha, con này bự quá ha. Dạ. Cái đầu của nó thì nhỏ mà cái thân của nó to quá đúng không? Nó mềm thật bố ơi. Mềm á hả? Dạ. Con xem phía trong cái chỗ của nó ở kìa. Ui nó đánh nhau này bố. Đánh nhau á hả? Dạ. Con cầm lên xem. Mềm mềm đấy. Cầm đi, cầm lên. Con để trong bàn tay đi. Nó làm sao bây giờ, làm sao, mềm không? Mềm. Mềm á hả? Con nói rồi mà bố còn không tin con. Wow. Đẹp không? Con của nó đẹp không? Con nó không đã. Bây giờ con để trong lòng bàn tay để xem nó thế nào. Để thế này. Ui, đừng có để nó rơi. Nó rơi nó đau rồi sao? Đúng không? Dạ. Wow. Ghê quá hả? Con rơi nó lên xem nào. Sao nó không đi được bố? Hả? Sao nó không đi được? Nó đâu có chân đâu. Nó không có chân đúng không? Chân nè. Mới còn chân đây nè. À, chân của nó nhỏ quá. Mà cái thân của nó thì quá là to đi đúng không? Con này nó chỉ việc đẻ con thôi. Cái này nó đẻ trứng, con này nó đẻ trứng xong thì trứng nó nở ra mấy cái con mối này đúng không? Dạ. Đó, con này là con mối mối mẹ hả? Dạ. Người ta gọi là mối chúa đúng không? Dạ. Đó, con này là con hồi trước con thấy người ta hay bắt nhiều. Dạ hả? Dạ. Ghê thật đấy, con mối này quá là ghê đi ha. To bự luôn, nó toàn đẻ trứng thế đúng không? Dạ. Bố về lấy cái mỏ lọ ra đây.